Những ngày qua, Man United đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi đội bóng đã bắt đầu hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Bản thân huấn luyện viên Erik ten Hag cũng mong muốn các tân binh sẽ có nhiều thời gian để làm quen với hệ thống của ông. Vì vậy, sau khi thương vụ chiêu mộ Mason Mount được hoàn tất, Quỷ Đỏ đang hướng đến hai mục tiêu tiềm năng khác ở vị trí thủ môn và tiền đạo. Trong khi Andre Onana gần như sẽ là tân binh thứ hai của đội bóng trong mùa hè năm nay, thì ở hàng tấn công, Rasmus Højlund là cái tên được lựa chọn, dù cho anh nhận phải rất nhiều hoài nghi. Vậy tại sao Manchester United lại mê mẩn tài năng trẻ người Đan Mạch khi ở phiên chợ hè vẫn còn rất nhiều ngôi sao chất lượng hơn rất nhiều? Ngay bây giờ, hãy đi tìm câu trả lời nằm trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay khi mùa giải 2022-2023 khép lại, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng đội chủ sân Old Trafford cần một trung phong cắm chất lượng như thế nào. Trong bối cảnh Anthony Martial liên tục làm bạn với giường bệnh, Wout Weghorst thì không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn, dù anh vô cùng nhiệt huyết. Marcus Rashford không thể cứ mãi gồng gánh khi mà những Jadon Sancho hay là Anthony phong độ phập phù. Mục tiêu hàng đầu mà huấn luyện viên Erik ten Hag hướng đến chính là ngôi sao Harry Kane của Tottenham. Xét về mặt chuyên môn lẫn kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League, chẳng ai có thể hơn Kane trong danh sách mục tiêu tiềm năng. Cùng với đó, anh không chỉ giỏi trong khâu ghi bàn mà còn là người liên kết lối chơi rất tốt khi liên tục lùi sâu làm bóng, kết nối các đồng đội bên cạnh mình. Tuy chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với gà trống, nhưng làm việc với chủ tịch Daniel Levy chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Ông vẫn cố gắng thuyết phục đội trưởng của Tam Sư ở lại câu lạc bộ, hay chí ít sẽ là bán anh ra nước ngoài nhằm tránh tăng cường sức mạnh cho các đối thủ. Bản thân Harry Kane cũng lung lay với điều này, nên anh không quá quyết tâm thay đổi môi trường chơi bóng nhằm tìm kiếm danh hiệu tập thể, điều mà anh còn thiếu trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ngôi sao sinh năm 1993, Manchester United còn để mắt đến Victor Osimhen của Napoli hay là Gonçalo Ramos của Benfica. Nhưng điểm chung của cả ba mục tiêu này đều là mức giá quá đắt, 100 triệu bảng là con số tối thiểu để chồng lên bàn đàm phán. Nhưng ngân sách chuyển nhượng của Quỷ Đỏ thì chỉ có trong khoảng từ 100 đến 150 triệu bảng, và để chi ra một số tiền như vậy gần như là điều không thể. Chiến lược gia người Hà Lan cũng rất cố gắng đẩy bớt những nhân tố không còn đáp ứng yêu cầu trong đội hình nhằm tăng ngân sách, nhưng đó là điều chưa bao giờ là dễ dàng trong suốt nhiều năm qua, khi mức lương mà Man United trả cho các cầu thủ là quá cao và thật khó để họ chấp nhận cắt giảm thu nhập của mình để sang các câu lạc bộ khác chơi bóng. Điều này buộc cựu thuyền trưởng Ajax phải tính đến các phương án khác ở vị trí tiền đạo với mức giá phù hợp hơn, nhưng phần nào đó vẫn đảm bảo chất lượng mà ông yêu cầu, dù chưa phải là bảo chứng cho sự thành công ngay lập tức. Randall Kolo Muani cùng với Rasmus Højlund là hai ứng cử viên còn lại trong danh sách rút gọn, và nhà cầm quân 53 tuổi đã quyết định lựa chọn sao mai đến từ câu lạc bộ Atalanta. Khép lại mùa 2022-2023, chủ lĩnh chỉ Đan Mạch có 10 pha lập công trên tất cả các mặt trận. Dù vậy, ghi bàn không phải là điểm phát triển chính của tiền đạo sinh năm 2003 sau một năm thi đấu tại Serie A. Ngược lại, anh đóng vai trò hỗ trợ nhiều hơn cho những trung phong cắm. Anh được xem là cầu thủ tấn công linh hoạt, người có thể kéo giãn hàng thủ đối phương, thu hút hậu vệ, để từ đó tạo ra không gian cũng như khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh băng lên. Rasmus Højlund được so sánh với Erling Haaland không chỉ bởi đến từ vùng Scandinavia và mái tóc vàng, mà còn vì anh cũng có chiều cao 1m91 và cái chân trái rất nguy hiểm, giống như người đồng nghiệp người Na Uy. Nhưng sự khác thường của tài năng 20 tuổi nằm ở chỗ, nếu khi đột ăn cá đôi khi phải dựa vào các đồng đội bên cạnh đưa bóng vào để dứt điểm, thì chàng trai người Đan Mạch lại tỏ ra táo bạo khi sẵn sàng đột phá từ giữa sân. Yếu tố tốc độ không chỉ được Rasmus Højlund dùng ở khâu chạy chỗ mà cả tận dụng sai lầm của đối thủ. Ngoài ra, khả năng che chắn bóng, bứt tốc, dứt điểm, đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm của anh cũng rất ấn tượng. Chưa kể, mũi nhọn này có thể giải quyết tình huống bằng khả năng dứt điểm từ xa. Trên sân thì ngôi sao đang chơi cho Atalanta thường có xu hướng lùi sâu nhận bóng để hỗ trợ cho đội nhà xây dựng lối chơi. Rasmus Højlund thường tìm cách truyền bóng cho những chuyên gia chạy cánh trước khi xoay người và dùng tốc độ để di chuyển vào khu vực cấm địa. Ở các tình huống phản công, Højlund rất giỏi với khả năng cầm bóng và phân phối nhanh các đường truyền cho đồng đội, một đặc điểm cần thiết ở các tiền đạo trẻ trong bóng đá hiện đại mà huấn luyện viên Erik ten Hag rất thích. Khả năng dứt điểm bằng cả hai chân cũng là ưu điểm cần được phát huy của Sao Mai sinh năm 2003,
Thậm chí, anh còn đạt tỷ lệ 25% số cú sút của mình bằng chân không thuận. Đó là điều rất cần thiết trong việc tận dụng cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất. Ở tuổi 20, Højlund có tố chất của một trung phong hàng đầu. Truyền thông mô tả mũi nhọn này rất dày dạn kinh nghiệm ở 1/3 cuối sân, chơi bóng với sự đĩnh đạc và sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt. Tất nhiên, với một cầu thủ trẻ vẫn đang trong dạng tiềm năng thì việc còn khá điểm yếu cũng là điều dễ hiểu. Một trong những mặt yếu lớn nhất của một trung phong đó là khả năng không chiến kém, và không may Højlund đang gặp vấn đề này. Mặc dù có chiều cao tốt và thể hình lớn, nhưng anh chỉ thắng 36,9% số pha không chiến trong mùa 2022-2023 tại Serie A, tỷ lệ chỉ ở mức dưới trung bình so với các tiền đạo khác. Điều khiến tiền đạo người Đan Mạch chật vật nhất là khi phải xử lý bóng bổng ở giữa sân. Anh thường bị thua thiệt trong các pha tranh chấp với hậu vệ đối phương, và đó sẽ là điều cần phải cải thiện trong bối cảnh nếu Man United chịu pressing rát từ ngay tuyến dưới. Những pha vất bóng dài phải được tiền đạo chiếm ưu thế để tận dụng thành những tình huống phản công lợi hại, có tính sát thương cao. Một vấn đề nữa mà huấn luyện viên Erik ten Hag cần phải giúp các học trò cải thiện nếu anh đến với nhà hát của những giấc mơ, đó là kỹ năng dứt điểm. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội trở thành bàn thắng của Rasmus Højlund cũng là điều chưa hoàn hảo. Lý do là bởi có nhiều tình huống anh sút thẳng, không hiểm hoặc là quá gần vị trí thủ môn nên bị cản phá. Lực sút của anh đủ căng để dẫn tới bóng bật ra đá bồi, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng xảy ra. Cuối cùng, chính là khả năng chịu sức ép. Gia nhập Manchester United chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ cầu thủ nào, nhất là với những chàng trai chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Vì vậy, nếu không chuẩn bị một tâm lý vững vàng, nguy cơ thất bại là rất cao, từ đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển trong sự nghiệp. Có thể chiến lược gia người Hà Lan sẽ chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho Rasmus Højlund, nhưng chính bản thân anh phải tự trang bị sẵn cho mình một tâm lý vững vàng. Gianpiero Gasperini làm rất tốt công việc huấn luyện cho tài năng người Đan Mạch từ năm 2022. Ông giúp cậu học trò tiến bộ, trau chuốt, làm phẳng những góc cạnh thô ráp, từ đó tạo ra tiền đạo chơi bóng với sự mượt mà và hiệu quả. Và bản thân ông cũng đã có những chia sẻ về tiền đạo đang được đội chủ sân Old Trafford săn đón một cách giáo diết. Rasmus Højlund có tinh thần, năng lượng, cường độ. Kỹ thuật cá nhân của cậu ấy cũng rất đáng chú ý và còn nhiều cơ hội để cải thiện. Højlund sở hữu chiều cao đặc điểm giống với Haaland, nhưng sự nhanh nhẹn. Tiền đạo này chỉ mất 11 giây để chạy 100m và thậm chí không mất quá nhiều sức để làm điều đó. Xét về chiều cao, Højlund có trọng tâm thấp. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có sự nghiệp tuyệt vời, trở nên mạnh mẽ hơn. 50 triệu bảng là cái giá dễ gây cau mày từ phía các fan quỷ đỏ. Bởi Rasmus Højlund tại Atalanta chưa ở tầm như là Erling Haaland ở Dortmund hay thậm chí ở RB Salzburg. Thầy 10 hẳn đã thấy được những phẩm chất mà ông thích ở cậu thanh niên sinh năm 2003. Và trong bối cảnh thị trường tiền đạo không thực sự thuận lợi, ông có vẻ chấp nhận để đội bóng đặt cược vào một ngôi sao trẻ nhiều tiềm năng. Tất nhiên, Erik ten Hag luôn tỏ ra mát tay với các cầu thủ trẻ, như cái cách mà ông đã phát triển Alejandro Garnacho hay trình làng Kobbie Mainoo. Những cầu thủ trưởng thành từ Học viện Carrington khác hoàn toàn so với những ngôi sao được mang về với phí chuyển nhượng đắt đỏ. Áp lực chắc chắn là sẽ lớn hơn rất nhiều. Theo Football Insider, đội chủ sân Old Trafford đã xúc tiến thương vụ này và đạt được thỏa thuận cá nhân với Højlund. Bước tiếp theo có thể là họ sẽ gửi lời đề nghị đến Atalanta để hỏi mua ngôi sao người Đan Mạch. Thậm chí chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano còn khẳng định do quá yêu Manchester United nên cầu thủ 20 tuổi đã đạt thỏa thuận cá nhân từ tháng 5, chứ chẳng phải là đợi đến tận bây giờ. Rasmus Højlund tất nhiên là một tài năng đầy triển vọng của bóng đá thế giới. Anh có đủ mọi phẩm chất để trở thành một chân sút hàng đầu tại châu Âu. Thể hình, tốc độ cùng với sự nhiệt huyết trong lối chơi, khả năng gắn kết các đồng đội. Và nếu được phát triển đúng cách, chàng trai sinh năm 2003 sẽ là một chân sút rất đáng xem trong 2-3 năm tới, đủ sức để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Không phải ngẫu nhiên mà quỷ đỏ theo đuổi giáo diết cầu thủ thuộc biên chế Atalanta, dù cho anh chỉ ghi có 10 bàn ở mùa giải vừa qua và số trận ra sân đá chính cũng không quá nhiều. Cùng với đó, việc chủ yếu được sử dụng như một tiền đạo thứ hai trong hệ thống 3-5-2 sẽ khác với sơ đồ mà đại diện thành Manchester đang áp dụng, nơi anh sẽ được xếp thành mũi nhọn cao nhất trên hàng tấn công. Erik ten Hag đã để ý đến tài năng 20 tuổi này và hẳn ông đã có những phương án để tận dụng tối đa khả năng của anh. Giờ là lúc chúng ta chờ đợi xem diễn biến của thương vụ này sẽ như thế nào. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, anh có thể góp mặt cùng với các đồng đội mới ở chuyến tập huấn tiền mùa giải, nơi mà thầy 10 sẽ lắp ghép đội hình và xây dựng mảng miếng chiến thuật. Đội chủ sân Old Trafford đang tăng tốc trong việc hoàn thiện đội hình,
sau khi Mason Mount chính thức cập bến nhà hát của những giấc mơ, Andre Onana đang nổi lên là tân binh thứ hai khi thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất vào tuần tới. Và nếu Rasmus Højlund cũng nối gót hai ngôi sao kể trên, Manchester United sẽ được xem là đã có một mùa chuyển nhượng khá tốt. Liệu chú lính chì Đan Mạch có phải là nhân tố mà Quỷ Đỏ cần cho vị trí tiền đạo cắm vào lúc này? Thử thách dành cho chàng trai 20 tuổi là rất lớn, nhưng với Erik ten Hag, chúng ta có thể yên tâm khi ông luôn có kế hoạch chi tiết và cụ thể cho từng cậu học trò. Vậy nên, hãy chờ đợi và hy vọng ở các tân binh thay vì nghi ngờ và lo lắng như hiện tại để họ có thể hòa nhập tốt nhất cùng với đội bóng. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.